cần 2 bát mì tươi là vừa. Còn mì khô trụng thì các bạn có thể cân 100g hoặc 120g. Chan khoảng 3 vá nước lèo, khoảng 350ml nước lèo là vừa nha. Và nhanh tay rắc lên mặt một ít hành lá sắc nhuyễn, một ít tiêu nữa. Cho xíu chanh, ớt nữa là dùng. Bạn nào thích ăn rán thì mình sử dụng.